Thưa quý vị, câu chuyện giáo sư Ngô Bảo Châu bỗng dưng nhận được thông báo trúng tuyển vào trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới đây đã khiến dư luận cảm thấy ngỡ ngàng vì tình huống có một không hai này. Đại diện trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời Báo Thanh niên về nguyên nhân của trường hợp này là do nhầm lẫn từ dữ liệu thí sinh cung cấp. Đồng thời, ngay sau khi Báo Thanh niên đăng tải thông tin, ông Ngô Thanh Sang, Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông của trường, đã có email xin lỗi giáo sư Ngô Bảo Châu. Trong mấy năm gần đây, tình huống không đăng ký xét tuyển cũng trúng tuyển là hiện tượng khá phổ biến. Cách đây 3 năm, gần 200 học sinh trường trung học phổ thông An Thới, huyện Phú Quốc cũng bỗng dương trúng tuyển vào một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Thanh Vân, hiệu trưởng trường trung học phổ thông An Thới lúc đó chia sẻ với báo chí rằng, sau khi trường đại học này về trường tư vấn, thấy số lượng học sinh đăng ký vào trường tương đối nhiều, nên để tránh từng em phải photo học bạ và tự gửi có thể dẫn đến thất lạc bản chính. Ông Lê Thanh Vân đã yêu cầu văn phòng gửi thông tin của học sinh cho trường đại học. Thạc sĩ Trần Hải Nam, giám đốc trung tâm tuyển sinh trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định rằng sẽ dĩ có chuyện không đăng ký xét tuyển cũng nhận được thông báo trúng tuyển là vì các trường lấy dữ liệu thí sinh từ trường trung học phổ thông hoặc từ các ngày hội tuyển sinh, sau đó gửi thông báo trúng tuyển hàng loạt để hy vọng sẽ có thêm người học. Ngày nay, thí sinh và phụ huynh nắm rất rõ thông tin, nên cách này thực chất không hiệu quả, thậm chí còn gây phản ứng ngược bị tẩy chay. Bên cạnh đó, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ thành phố hồ chí minh cũng cho rằng có thể xảy ra tình huống thí sinh đăng ký trực tuyến, phần điền địa chỉ email bị thiếu, bị sai hoặc gõ nhanh bị nhầm, khiến bộ phận tuyển sinh các trường sẽ gửi thông báo theo địa chỉ không đúng đó, dẫn đến tình huống bỗng dưng trúng tuyển như giáo sư Ngô Bảo Châu mới đây theo tìm hiểu của báo Thanh niên, không chỉ giáo sư Ngô Bảo Châu mà thậm chí là có trường hợp cán bộ hưu trí cũng nhận được thông báo trúng tuyển đại học cao đẳng. Chưa kể rất nhiều thí sinh không hề đăng ký xét tuyển nhưng vẫn được gọi nhập học. Một cán bộ tuyển sinh của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng không ít trường đại học cao đẳng vì áp lực muốn đạt chỉ tiêu nên đã gửi giấy báo trúng tuyển cho hàng loạt thí sinh mà dữ liệu là lấy từ trường phổ thông, từ Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc từ các ngày hội tuyển sinh vì cán bộ này cũng nhìn nhận rằng nếu thí sinh nào không hiểu biết có thể sẽ nhập học mà chưa tìm hiểu kỹ thông tin về trường gửi giấy báo dẫn đến nhiều hệ lụy sau này như học phí quá cao ngành học không yêu thích theo Thạc sĩ Trần Hải Nam, giám đốc trung tâm tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, việc một số trường có cách làm tuyển sinh như vậy sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái nhìn của xã hội đối với các trường đại học cao đẳng. Báo Thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.